Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, máy bay phản lực tấn công đánh chặn Panavia Tornado là sản phẩm của công nghệ quốc phòng thuộc Tập đoàn Liên doanh Đa Quốc gia Panavia, bao gồm Anh là British State Aerospace, Tây Đức là MBB và Italia là Alenia Aeronautica. Có nhiều phiên bản Panavia Tornado khác nhau đã được nghiên cứu và sản xuất như Tornado Panavia tấn công, trinh sát, khống chế đường không. Đây là loại máy đã đóng một vai trò chủ đạo trong các chiến dịch tấn công quân sự của NATO trong ba cuộc chiến tranh Bosnia, Nam Tư và Iraq. Mẫu Panavia Tornado đầu tiên được tiến hành thử nghiệm vào năm 1974. Năm 1979, việc sản xuất và đưa vào trang bị hàng loạt máy bay chiến đấu Panavia Tornado đã chính thức được bắt đầu. Tiêm kích Panavia Tornado được thiết kế có hai chỗ ngồi – các thông số kỹ thuật gồm sải cánh là 13,91m, chiều dài 16,72m, chiều cao 5,95m, trong lượng giống là 13.890kg, trong lượng cất cánh tối đa là 28.000kg. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa 2.417km trên 1 giờ, trần bay 15.240m, phạm vi hoạt động là 3.890km với 4 thùng dầu phụ. Vũ khí mang theo bao gồm hai pháo 27 ly Mauser BK-27, trọng lượng vũ khí lên tới 9.000 kg, bao gồm bom và tên lửa các loại, được trang bị 7 móc treo vũ khí bên ngoài. Theo số liệu của Fly Global Milikas, thì hiện không quân Ý có trong trang bị là 54 chiếc Tornado phiên bản IDS, 8 máy bay tác chiến huấn luyện và 16 chiếc Tornado tác chiến điện tử ECR. Người Đức có tới gần 100 đơn vị chiến đấu cơ loại này năm 2018, Bộ Quốc phòng Đức đã có thừa nhận bất ngờ về khả năng của cường kích Panavia Tornado thuộc không quân nước này. Thừa nhận của Đức đã chỉ thẳng rằng máy bay chiến đấu của Tornado nước này có thể không phù hợp để tiến hành các sứ mệnh của NATO. Theo nội dung bản báo cáo, cường kích Panavia Tornado đã phát sinh một số lỗi thiết bị làm cho nó trở nên dễ bị tổn thương và không còn phù hợp với nhiệm vụ nữa. Trong số những thiếu sót của máy bay này là các thiết bị điện tử đã lỗi thời, thiếu ma hóa thích hợp cho truyền thông của nó và sự thiếu vắng của các hệ thống phát hiện kẻ thù hoặc máy bay thân thiện với NATO. Trong số 97 Tornado đang được sử dụng, hiện chỉ có khoảng 10 chiếc thỏa mãn các yêu cầu của NATO. Không những vậy, trong thực tế chiến đấu tấn công khủng bố tại Syria, nơi Đức tham gia với vai trò là đồng minh của Mỹ, cường kích Panavia Tornado còn nhận được chỉ thị chỉ thực hiện không kích vào ban ngày và nói không với đêm tối. Thông tin này được The biêu của Đức hồi đầu năm 2016 cho biết, 6 chiếc Tornado của quân đội nước này đang thực hiện nhiệm vụ tiến hành các chuyến bay do thám trên bầu trời Syria và Iraq đã gặp phải một trục trặc kỹ thuật khiến cho chúng không thể thực hiện các chuyến bay vào ban đêm. Đại diện của quân đội Đức cũng đã xác nhận thông tin này và cho biết cụ thể là loại đèn buồng lái phi công mới có mức ánh sáng quá lớn khiến cho các phi công chói mắt đến nỗi không thể hoạt động vào ban đêm. Sau đó, Tornado chỉ có thể tiến hành các phi vụ trình sát dưới ánh sáng ban ngày. Vấn đề về đèn chiếu sáng buồng lái của Tornado bắt đầu xuất hiện ngay sau khi máy bay được trang bị bằng phần mềm mới là Asta 3. Tuy nhiên, không quân Đức tuyên bố điều này không ảnh hưởng lắm đến hoạt động chống nhà nước Hồi giáo bởi các máy bay cũng không cần thiết phải bay đêm. Hơn nữa, không quân Đức cũng nhấn mạnh rằng đây là một lối kỹ thuật không lớn và lực lượng đảm bảo kỹ thuật của không quân nước này sẽ nhanh chóng khắc phục. Tuy nhiên, truyền thông Đức cho rằng, mặc dù lỗi không lớn, nhưng nó thể hiện sự chuẩn bị thiếu nghiêm túc trong quá trình nâng cấp máy bay thuộc không quân nước này. Rõ ràng là trong quá trình thử nghiệm, không quân Đức đã không hề bay thử chuyến nào vào ban đêm nên mới không phát hiện được lỗi này. Và bất chấp Đức không thừa nhận đèn khoang lái là lỗi nghiêm trọng, nhưng cùng với những vấn đề kỹ thuật về phần mềm đã khiến NATO nói không với Tornado của Đức trong một số nhiệm vụ của khối quân sự này. Và mới đây, vào hôm 26 tháng 3, Không quân Đức đã công khai một kế hoạch thay máu lực lượng bằng máy bay mới. Cụ thể, những máy bay thế chỗ cường kích Tornado hiện nay phải đáp ứng được các yêu cầu của Đức, đặc biệt là khả năng tấn công hạt nhân vì Đức đang là một phần của thỏa thuận chia sẻ hạt nhân của NATO. Với tiêu chuẩn này, Ban đầu, việc mua thêm tiêm kích Typhoon, sắm mới F-35 hoặc F-15 đã được tính đến. Tuy nhiên, hồi đầu năm 2020, cả ba dòng chiến đấu cơ này đều bị loại khỏi danh sách mua sắm mới của Không quân Đức. Đây là một quyết định bất ngờ, bởi hiện tại năng lực của F-35 được đánh giá rất cao, nhất là khi chúng nhiều lần làm nhiệm vụ tại Syria và chặn máy bay nga tại khu vực biển Bắc. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là ngay sau khi thông báo loại tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35 ra khỏi chương trình mua sắm, người Đức đã công khai kế hoạch muốn mua dòng chiến đấu cơ khác thuộc thế hệ thứ tư hai cộng, thì cũng do Mỹ sản xuất là FA-18 Advanced Super Hornet. f 18 Super Hornet có chiều dài 18,31m, nó có sải cánh 13,62m, chiều cao là 4,88m, Vũ khí của nó gồm một súng pháo tự động 2mm M61A1A2 Vulcan và có 11 giá trao vũ khí với khả năng mang tới 8.050 kg vũ khí, bom và tên lửa. Chiến đấu cơ này được trang bị những vũ khí hiện đại nhất như tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 Aram, bom dẫn đường laser Powerway, tên lửa chống bước xa AGM-88 Ham, đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm, là AGM-154, AGM-158, F/A-18 Super Hornet có bán kính chiến đấu hơn 900 km với tốc độ tối đa trên Mach 1,8 tức là vào khoảng 1.915 km/h, đưa nói trở thành công cụ hiệu quả để triển khai sức mạnh trên không của Hải quân Mỹ. Theo lý giải của trang chủ Avionics, Đức hoàn toàn có lý do để chọn F/A-18 Super Hornet để thay thế cho F-35. Ban đầu phiên bản F-A-18 Super Hornet được Mỹ âm thầm phát triển để trong trường hợp F-Balance chiến đấu không như mong đợi hoặc giá thành quá cao thì đây sẽ là một giải pháp tình thế. Vì vậy, f 18 Super Hornet được ứng dụng công nghệ tàng hình. Máy bay được chỉnh sửa trong vật liệu chế tạo cùng với nước sơn đặc biệt giúp khả năng phản hồi radar giảm xuống rõ rệt. Trong khi đó, các loại vũ khí cũng được đặt trong một post đặc biệt để tránh khả năng phản xạ radar giúp cho chiếc máy bay khó bị phát hiện hơn. Theo thông tin mới nhất đường Mỹ công bố, khả năng phản xạ radar đã giảm đi tới 50%, chỉ còn 0,3 mét vuông, bằng 1 phần 3 so với tiêm kích Su-33 của Nga. Nhận thấy những ưu điểm của FA-18 Super Hornet có thể chính là nguyên nhân khiến cho Đức đang dành sự quan tâm đặc biệt đến dòng chiến đấu cơ này trong gói mua sắm của mình. FA-18 Super Hornet là biến thể mới nhất và mạnh nhất trong dòng tiêm kích hạm lương danh FA-18. Ở phiên bản này thì được bổ sung những tính năng mới bao gồm thùng nhiên liệu đa giác phía trên gốc cánh chính giúp cho nó mở rộng tầm bay thêm vào khoảng 300 km. Trang bị radar tiên tiến lắp đặt thêm hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu hồng ngoại cho phép phát hiện các đối tượng ta hình, nâng cao khả năng tác chiến điện tử với một số giải pháp công nghệ đã áp dụng thành công từ máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler. Ngoài ra, F-318 Super Hornet còn có khả năng tự bảo vệ và tấn công điện tử mà không quá phụ thuộc vào EA-18G Growler. Buông lái gần như là số hóa hoàn toàn với việc trang bị một màn hình cảm ứng lên tới 19 inch để hiển thị các thông tin cũng như điều khiển máy bay. Động cơ cũng được nâng cấp dành cho khả năng hoạt động ổn định và mạnh mẽ hơn. Tất cả những nâng cấp đáng giá này khiến cho phiên bản F-318 Super Hornet vượt trội hoàn toàn so với các loại máy bay tiêm kích hàm thế hệ thứ tư 2 cộng hiện nay và không hề thua kém tiêm kích tàng hình trong khi đã chứng minh được sức mạnh trong thực chiến. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Nếu như quý vị cảm thấy video của chúng tôi hay và ý nghĩa, xin hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại ý kiến bên dưới video để kênh có thể hoàn thiện, phát triển và phục vụ quý vị tốt nhất trong thời gian tới xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo